này nổi tiếng là hủ tiếu da gà nha các bạn. Gà này là ta chắc luôn. Nhìn thấy cái đùi gà thấy ngon. Ngon quá, mình cái miếng thịt gà trắng tươi. Hủ tiếu da gà 40 năm rồi. Quá chết quá chết. Quý vị và các bạn thân mến, mình đã có mặt tại số 43 đường Vĩnh Nam ở quận 5 phải không? Ở phường 11 quận 8. Số 43 đường Vĩnh Nam phường 11 quận 8 và đây là một cái quán vô cùng đặc biệt. Bữa giờ mình canh mấy lần rồi mình tính đi rồi mà vì xa quá. Hôm nay cuối cùng mình đã đến đây. Đây là quán hủ tiếu da gà. Ở đó đi đúng rồi. Ở đây nè. Đây là quán hủ tiếu da gà của Di Bại. Đây là quán hủ tiếu da gà phải không? Nghe nổi tiếng lắm, bữa nay mới có cơ hội đi đây. Dạ. Dạ, chào cô. Chị bắt đầu nước mèo cũng xỉu luôn. Hả? Không ăn gà xé cho mẹ gì? Mày lớn rồi hả? Mày lớn rồi. Em trời ơi. Tóc mỡ, tóc mỡ. Quá hấp. Quán này lâu lắm rồi. Ở đây quán này lâu lắm rồi không? 40 năm rồi. Con là phụ quán hay là con người nhà luôn? Quán. Dì Bảy giờ giờ dì Bảy đâu còn đứng bán nữa. Dì Bảy giờ không hả? Anh là con dì Bảy hả? Con dì Bảy, dì Bảy giờ không rồi. Bảy già quá giờ không rồi. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái cảnh quan quán ngay cái là đường dài 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 dài. Bức tường đây, bức tường rêu phong. 40 năm rồi quán hủ tiếu gà này. Chắc chắn là sư phụ bà xã mình rất là sư phụ bà xã rất là mê cái quán này. Bởi vì bà ghiền ăn da gà lắm. Đây gà thêm. Tôi nó là lòng của tôi. Nè mọi người làm xong cái gì đi. Có đùi á. Ô, hủ tiếu khô thì gói khô ngon quá nè. Ra lòng rồi. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Ngon cái da, cắt da đúng rồi. Thôi mỗi người con hủ tiếu tô mì khô đi. Rồi, hủ tiếu khô. Tô mì khô đều gà đi. Chén đó là chén gì anh gọi là chén? Da lòng. Da lòng hả? Dạ. Cây tô của chú Bác Phượng nè, đúng không? Rồi, bây giờ chụp tấm hình cho bà con nghe. Cúng cụ Facebook lâu quá rồi, không cúng cho cái thằng bạn của mình. Rồi, đúng cái chữ da gà. Quá đi hôm nay sao đi tôi dạt vào quận 8. Ồ. Ừ, bánh mì
có cái tô lòng chưa? Tô lòng chưa? Em ơi, lòng của chị đâu? Da lòng, lòng da. Lòng và da, lòng và da. Cái nào của anh? Đúng nhau không? Cái này đúng nhau. Wow. Cái này là ba giống nhau. Cái này da. Cậu đuổi hết á. Đuổi hết, đuổi hết. Để cho chú rồi. Rồi, sao nhanh đi cho quả lắm rồi. Còn cái sợi hủ tiếu này lại là một sợi hủ tiếu ngon chính chắc luôn. Nó cứ thấy sợi hủ tiếu nhỏ nhẹ nhuyễn nhuyễn mà nó trong trong, nó là biết rồi, là biết cái sợi hủ tiếu ngon nha. Đó. Với kinh nghiệm ăn của Coleman thì Coleman cũng xin nói với mọi người rằng là em biết, em thấy cái sợi hủ tiếu, thấy anh chủ anh trụng một cái là mình thấy mình khoái rồi đó. Cái sợi trong vắt mà nó nhuyễn nhuyễn là mình biết là một cái ngon rồi, giống như hủ tiếu mì tho đó. Thử miếng nha. Nó chưa trộn nhiều lắm, trộn cho nó chút xíu. Da quá trời da luôn. Đây có miếng sa tế nè, cho miếng sa tế vô trụ lên nó mới đẹp. Sa tế ngon lắm, nhìn cái màu sa tế thôi là cũng đủ biết ngon. Đừng quên sa tế nha quý vị và các bạn. Hủ tiếu gà Dì Bãi ở số 43 đường Vĩnh Nam. Rồi đây là đường gà của mình. Là nhà ta chắc luôn. Rất là nhỏ. Gà nhỏ.